Phim Mai của Trấn Thành vừa lọt top 16 phim có doanh thu cao nhất thế giới 2024. Wow, nghe cứ như là câu chuyện của ngày cá tháng 4 vậy đó. À, mà hôm nay là ngày cá tháng 4 thiệt. Vậy thì câu chuyện này nó thiệt hay không quý vị? Và nếu nó thiệt thì nó thiệt ở chỗ nào? Vì sao nó thiệt? Xin cảm ơn một fan của anh Trấn Xìn đã vào mắng nhiếc ly như thế này. Mày nói ngu ơi là ngu. Phim Việt Nam giờ mang ra thế giới được gần 200 rạp chiếu phim bên Mỹ là thụt lùi hả con điên kia? Mày có phải người Việt Nam không? Chấm hỏi. Rồi, chưa dừng lại ở đó, ảnh còn tức tối la mắng thêm. Mẹ mày, phim không hay thì dù có PR cũng vậy thôi. Cái miệng mày nói khán giả thông minh đúng không? Chấm hỏi. Dạ thưa anh Quang Trung ơi, anh đang chung ở đâu anh? Làm ơn anh ngồi lên đi ly phóng sanh qua bên Mỹ đi 200 rạp kiểm tra coi nó ra làm sao nha. Thực sự thì Ly cũng chưa coi cái bộ phim này, nhưng Ly đã coi cái phần kết của bộ phim này rồi, đã được rò rỉ trên mạng một đoạn. Cái này Ly sẽ nhận xét sau. Nhưng thưa anh, Ly là người Việt Nam chính cống. Ly rất mong muốn nền điện ảnh Việt Nam sẽ cho ra lò những sản phẩm có chất lượng để làm chi? Để phục vụ giải trí cho bà con cô bác, trong đó có Ly được coi những tác phẩm rất là hay, đỡ tốn thời gian. Bởi vì giờ đồng tiền kiếm cũng hơi khó khăn, nếu mà mình coi những cái sản phẩm rác đó khác nào mình không tôn trọng cái đồng tiền của mình làm ra. Người Việt cũng muốn ủng hộ phim Việt, và mà tùy gu tùy ý thích của mọi người, chứ thấy hay thì khen, thấy không hay thì chê thôi. Đó là quyền của mọi người. Thiệt tình đó, Ly cũng muốn bộ phim này được chiếu bên Ý để mà Ly coi coi thích hay không thích, dù hay dù dở thế nào thì cái bản thân Ly tò mò là Ly cũng sẽ đi coi coi như thế nào để kể lại cho quý vị nghe. Nhưng mà không chiếu. Bộ phim chiếu trên thế giới vang dội như vậy, nhưng điểm lại toàn là những nơi có đông người Việt không à? Tại sao? Nó là đem phim ra quốc tế mà chiếu những nơi chỉ đông người Việt. Ly cũng muốn coi để đánh giá chính xác là theo mình thì nó thụt lùi hay thụt lên. Nhưng mà ngạc cái là ở nơi ít người Việt thì không có chiếu, rồi làm sao mà coi? Vậy cho nên á, thôi để Ly mượn tạm cái review của bạn Nguyễn Thị Nhung ở Los Angeles, phố ở tiểu bang Cali thuộc dạng là đông người Việt lắm luôn đó nha. Rồi thấy chị này vô rạp mà ta nói đông banh rạp luôn. Mời quý vị coi. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay mình sẽ review phim Mai của anh Trấn Thành cho những anh chị và hoặc em mà chưa có đi coi, thì bây giờ mình sẽ review sơ sơ ha. Mấy hôm nay bộ phim Mai rất là nổi tiếng từ Việt Nam tới Mỹ và một số quốc gia khác, thì hai đứa mình cũng tò mò tham gia coi có gì hay ho không mà nổi tiếng giống vậy. Hôm qua mình thấy rạp chiếu phim ở quận Cam, nơi mà anh Trấn Thành với chị Harry và Lê Dương Bảo Lâm và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đã đi, thì rạp chiếu phim đó rất là đông. Hôm nay tụi mình đi cũng sợ đông quá mua không có được vé nên tranh thủ đi sớm để mua vé. Sau khi mua vé xong thì tụi mình đi ăn cho no rồi đi vô xem phim. Mà cái lúc lửa ghế ngồi ở cái quầy bán vé thì tụi mình khá ngạc nhiên vì chưa có ai đặt vé cả, chỉ có hai đứa thôi à. Ai dè tới lúc chiếu phim tụi mình vô rạp thì trời ơi, ngạc nhiên to bự quá, tại vì rạp không có ai cả, chỉ có hai đứa mình thôi. Wow, tụi mình đã vô tình bao nguyên rạp rồi. Nói chung á là có một sự thoải mái khá nhẹ. Thôi bây giờ mình nói về bộ phim đi ha. Bộ phim này xoay quanh câu chuyện tình yêu nhiều chông gai của hai nhân vật chính là Mai và Sâu. Mai là một cô gái single mom, là một bà mẹ đơn thân á, sống với một người con gái lớn và một người cha mê cá độ. Ông cha đó, ông đi đâu cũng thua đó, nợ ngập đầu, đi đâu nợ đó. Tới khi ông ấy bye bye cuộc đời này rồi mà nợ vẫn chưa có hết. Mai làm nghề massage, nghề này khá nhạy cảm vì người Việt mình có một cái thói quen khá kỳ, là cứ nghĩ ai làm cái nghề massage là làm cái chuyện xấu hổ kia không à, không có nghĩ trong sáng giống như mình. Nên cả xóm ở chung cư với Mai cứ nói xấu sau lưng này nọ, rồi đồn thổi cặp với ông này rồi cặp với ông kia vì làm nghề massage mà. Lúc đó thì xuất hiện nhân vật Sâu. Sâu ở đối diện phòng của Mai trong cái khu chung cư đó. Thì khi mà Mai mở cửa ra thì sẽ gặp Sâu. Nói chung hai người ở đối diện nhau mà. Và Sâu đã tán đổ Mai sau vài lần làm anh chàng hiệp sĩ cứu Mai trong việc đụng độ với mấy bà nhiều chuyện hàng xóm. Suốt ngày đứng trước cửa nhà Mai nghe lén nè, nhìn trộm và nói xấu. Thì trong những lần đó thì Sâu đã tới giải cứu Mai. Sau khi hai nhân vật chính Mai và Sâu đã đấu tranh tâm lý sâu sắc và trằn trọc và tìm lời khuyên, thì đã vượt qua mọi rào cản để quyết định hẹn hò và yêu nhau thắm thiết. Sâu đưa Mai về nhà ra mắt mẹ. Nhà Sâu rất là giàu, nhà Sâu là đại gia, mẹ của Sâu giàu lắm. Mẹ ruột của Sâu là chị Hồng Đào, là chị diễn viên Hồng Đào. Chị ấy là
chị em thân thiết của Mai. À, không có biết không có biết Mai quen Sâu, Sâu là mẹ của chị Hồng Đào, là mẹ của Sâu không biết. À, sau buổi ra mắt đó thì chị Hồng Đào gặp riêng Mai ở một nhà thờ để nói chuyện riêng, có sự chứng giám của Thiên Chúa, tức là hai người sẽ nói thật. À, giữa làm con dâu và làm chị em thân thiết thì chị Hồng Đào sẽ lựa chọn cái gì đây? Là con dâu? Sai nha. Chị Hồng Đào muốn hai bạn trẻ yêu nhau đó phải chia tay. Chị ấy không muốn Mai làm con dâu của mình. Sau khi Sâu không đồng ý, dứt khoát ra đi cùng với người yêu, thì ông bố đi tới đâu nở tới đó của Mai bất thình lình xuất hiện ở nhà của Sâu và kể về câu chuyện quá khứ của Mai cho Sâu biết. Nhưng anh ấy vẫn vì tình yêu và quyết định bên cạnh Mai. Ngay lúc hai đứa định cao bay xa chạy thì bất thình lình chị Hồng Đào xỉu ngay tại chỗ. Lúc đó Sâu sợ quá, Sâu đã đưa mẹ vào bệnh viện và quyết định 2 năm sau Sâu với Mai sẽ gặp lại. Sâu ngồi khóc quá trời quá đất luôn. Ngoài bờ sông mới khóc kêu là Mai cho Sâu 2 năm nha, cho thời gian 2 năm. Ok, Mai đồng ý và hai người chia tay. 4 năm sau, vâng là 4 năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau trên Đà Lạt. Không phải 2 năm mà là 4 năm. Lúc đó tự nhiên lúc mà gặp lại á, trời ơi ông Sâu cũng khóc quá trời quá đất, nước mắt chảy thôi. Nói chung là phim này Sâu biết ướt lắm, khóc hoài à. Chia tay cũng khóc, giờ gặp lại người yêu cũ cũng khóc. Đang khóc ngon lành thì tự nhiên vợ và mẹ của Sâu đi tới. Hoài, có vợ rồi nha. Cái này ảnh tự nhiên ảnh hết khóc. Thì lúc đó Mai mới nói với Sâu thì cảm ơn Sâu đã không đợi Mai nha. Và Mai đi thẳng ra xe, lên xe với một nỗi buồn vô đáy. Xong, hết phim. À, chị em ơi, qua bộ phim này thì mình rút ra kinh nghiệm là không nên tin vào lời đàn ông. Ví dụ ông nói 100%, mình tin 30-40% thôi, không có tin hết. Nhưng cái nhân vật Sâu nè, hẹn ta 4 năm, cái tự nhiên hẹn ta 2 năm, cái tự nhiên 4 năm sau mới gặp lại. À, trời ơi, hẹn người ta sau 2 năm gặp, kêu đợi 2 năm, ta tới 4 năm sau mới gặp được thì có vợ rồi. Lúc đó vợ cũng đang có bầu đó, đợi chờ chi nữa. Rồi, cảm ơn bà Nguyễn Thị Nhung đã cho một cái review rất là hay như vậy. Ly xin phép chia sẻ với khán giả trên kênh để làm một cái ví dụ một khán giả đã coi ở bên nước ngoài. Và lúc mà hai vợ chồng của chị này đi coi thì rạp đông quá hai quý vị, có hai anh chị à đó, mà nghe review chân thật như vậy, thấy không, nói bộ phim Mai này đang vang dội ở thị trường Mỹ và châu Âu. Vậy thì một ý kiến ở bên châu Âu, cụ thể là bên Đức sẽ như thế nào? Ly thấy một bài đăng và với cái nội dung này, đọc cái status này thì cảm thấy buồn cho xã hội mình thiệt, dù chưa có coi phim. Thưa quý vị, người Đức xem phim Mai với cô bạn gái Việt Nam mà có nhiều thắc mắc. Người Đức xem phim họ không hiểu vì sao mẹ bệnh mà không có bảo hiểm sức khỏe, con gái phải bán trinh để có tiền lo thuốc thang điều trị cho mẹ, rồi đi bán trinh mà không chịu lo ngừa thai trước để dính bầu. Người Đức xem phim họ không hiểu vì sao con gái phải trả tiền nợ của ba do cá độ đá banh rất nhiều lần mà không cắt đứt liên lạc với ổng cho rồi. Người Đức xem phim họ cũng không hiểu vì sao bà mẹ lại xía vào ngăn cản chuyện bạn gái và hôn nhân của con trai. Đề tài éo le gia đình trên lệch giàu nghèo, môn đăng hộ đối, bán mình để cứu mẹ cứu cha, kiểu vỡ cải lương lá sầu riêng đời câu lụ 50-60 năm về trước, chỉ hút khán giả Việt Nam, rạp đầy 2/3, nhưng vẻn vẹn chỉ thấy một anh chàng Đức đi theo một cô bạn gái Việt Nam, còn lại toàn nghe giọng Bắc ý ới. Cái kịch bản nó cũ rích như lá mít như vậy mà anh gì ơi, anh chưa chịu thụt lùi nữa hay sao? Bộ ra thế giới đem ra mấy trăm rạp nước ngoài chiếu, cái là nó tiến bộ hay sao? Chẳng qua là người ta có thực lực, người ta có thể thương lượng với các rạp thì đem ra thôi. Cũng đồng ý với anh là phim không có hay thì dù PR cách mấy cũng không có thu hút người xem. Nhưng những phim của Trấn Thành nó thắng ở cái khúc PR đó anh. Cái khúc PR nó còn hay hơn, đặc sắc hơn cái khúc coi phim nữa đó. Chạy truyền thông mạng không ngừng nghỉ. Trời ơi, bài khen quá trời quá đất luôn hà. Nghe Huỳnh Vinh nói nè, phim Trấn Thành ra lúc nào cũng có drama nên đa phần đi coi vì tò mò. Người xem rồi về cãi với người chưa xem, người chưa xem tức chạy đi xem. Tôi cũng tò mò về phim Đất Rừng Phương Nam rồi đi xem. Đồng ý, phim hay, diễn đạt cảnh phim cũng rất tốt. Phải nói là phim Việt Nam tốt nhất từng xem.
Nhưng quá nhiều chi tiết cài cắm vào khiến người xem khó chịu, xem về kể lại hoặc lên mạng nói từ đó gây ra cãi nhau rùm beng, rồi từ đó nhiều người biết đến và đi xem. Nó là kế hoạch cài cắm của phim. Người xem là nạn nhân của tò mò và drama. Phim hay nhưng cách cài cắm như vậy là dơ. Và đó là bộ phim của Trấn Thành duy nhất tôi xem và tôi cũng sẽ không bao giờ đi xem nữa. Tiếc là vì làm phim rất hay nhưng truyền thông cài cắm dơ quá. Đúng là Ly nói khán giả rất thông minh đó. Thấy không, khán giả thông minh người ta nhận xét như vậy đó. Còn anh Quang Trung thì sao? Trước khi anh cho rằng người ta điên này điên nọ thì anh hãy coi lại. Anh tỉnh lắm mà, anh khôn lắm ư. Vậy thì xin ráng lắng nghe thêm những ý kiến không có được khôn như anh nè. Ly rất là đồng tình với Đêm Lạnh rằng phim hay thì không ồn ào, phim dở mới gây ồn ào tạo hiệu ứng đám đông. Marketing dữ dội, vậy nên mình xin né sang một bên. Rồi Rubin Trần Huy, ảnh hỏi toàn kiều bào coi chứ dân Mỹ nào coi. Xạo ke quá trớn rồi đó. Không thì cũng là người tò mò coi thử thì nghe được. Anh Thành Lệ Tổ vung tiền cho báo viết ghê quá. Một khán giả khác nhận xét, mấy ông đạo diễn phim Việt lâu đời học cao, học viện điện ảnh này nọ các kiểu, nghĩ hết là vừa. Giờ phim Việt Nam để thằng Thành nó làm là đủ rồi, chứ tay ngang nhảy vào làm phim mà còn hơn mấy ông kinh nghiệm chục năm thì nên xem lại. Cộng đồng mạng Vương Thịnh thì nói mẹ tớ mới đi xem về, nói phim có hay ho gì đâu mà vé thì 90.000. Đi xem phim gì đâu mà không có nội dung cốt truyện, toàn lời thoại ăn tục chửi thề và lồng một số cảnh phim cấp 3 vào. Hai, mẹ nói gì cũng đúng. Còn cộng đồng mạng Nguyễn Trường Sơn thì than thở, phim Tết nhưng chiếu đến tận bây giờ ra rạp vẫn thấy phim Mai có mấy suất buổi tối, chắc ban ngày phải chục suất. Lịch chiếu dài siêu kinh điển mà chưa bao giờ có phim nào chiếu lâu đến vậy. Còn chú Peter Phạm thì bày tỏ tôi là người Việt Nam, bây giờ đã 63 tuổi rồi mà còn không hiểu cười Việt Nam, nói anh chi thằng Đức. Cũng may nó chỉ bán trinh để mua bảo hiểm sức khỏe cho mẹ nó, chứ nó chơi theo cái kiểu Bonnie and Clyde thì còn khổ nữa. Cư dân mạng Benilla đã liệt kê ra 3 điều khiến cho anh chàng Đức không hiểu được nội dung của phim Mai. Cái thứ nhất, ở Việt Nam và các nước châu Á, trừ Nhật, rất không thích hai chữ bảo hiểm bởi họ nghĩ đó là có lời như gửi tiết kiệm mà không mấy khi đọc hợp đồng nên khi có chuyện không được thanh toán, từ đó có tâm lý cho là bảo hiểm lừa đảo và ngại mua bảo hiểm. Và nhân viên bán bảo hiểm bị đuổi và đuổi tà. Thiệt Ly thấy bị chửi bị đuổi cũng là đúng, bởi vì tư vấn lọc lừa lương lẹo quá mà. Thứ hai, người Đông Á khá nặng thành kiến với việc con cái từ bỏ cha mẹ, đó là đại nghịch bất đạo, mất dạy, khốn nạn, bla bla bla. Và chuyện người con phải nuôi cả ông bà và bố mẹ hết sức là bình thường, không có gì khó hiểu. Nhiều người có chồng vợ là người Việt mãi không hiểu vì sao phải ở rể dâu và phải nuôi ba má chồng vợ ở phương Đông, gia đình ở trên cá nhân. Thứ ba, ở phương Đông, bố mẹ có quyền cãi là ra đường. Không thì giờ mày cãi tao phải không? Tao cắn lưỡi tao tự giận. Và đứa con sẽ bị quy trách nhiệm gây cho mấy chuyện đó. Anh người Đức làm rể Việt Nam rồi sẽ hiểu. Có khi lúc đó ảnh sợ bỏ chạy luôn. Thưa quý vị, đúng là văn hóa Đông Tây vẫn có nhiều cái sự khác biệt lắm. Cho nên phim Anh Thành đem ra nước ngoài chủ yếu cũng chỉ chiếu cho người Việt xem thôi. Sao không chiếu ở Thái Lan, chiếu ở Hàn Quốc, chiếu ở Trung Quốc? Giống như cái cách mà phim Thái Lan, phim Trung Quốc, phim Hàn Quốc chiếu rầm rộ tại Việt Nam đi. Tự hỏi một câu đau lòng vậy chứ mấy chục năm người Việt coi phim Thái, vậy chứ có người Thái coi phim Việt Nam không? Fan của anh Xìn hay quá hen, sớm không chửi, muộn không chửi, lựa ngay cái lúc phim của anh Xìn, kè thống kê 200 rạp, cây nhào vô, 200 rạp ở Mỹ kìa, 200 rạp ở Mỹ kìa, sao mày không thấy như vậy đi, người ta thành công như thế kia, mà mày chê mà nói thụt lùi, ý mèn đét ơi. Rồi rồi, Ly có lỗi quá, vậy cho Ly khen lại nha. Vậy coi như là anh Xìn đã vực dậy nền điện ảnh Việt Nam, đã làm cho nền điện ảnh Việt Nam tiến bộ và vươn ra tầm thế giới. Mà nói nghe nè, không có gì đặc sắc hết trơn á, mà tân bốc quá đó, những người hiểu biết, người ta nghe người ta cười.
Mà quý vị thấy cái kịch bản này như thế nào? Kịch bản này nó không có mới mà thậm chí đối với Ly nó quá sến súa luôn đó. Nhưng được cái là nó đánh vào tâm lý của các chị em, rồi những người nói chung là có những cái khúc mắc ở trong tình cảm như thế này. Và đặc biệt là bộ phim này có một cái điểm nhấn là cảnh nóng rất là táo bạo luôn, cho nên là đã thu hút rất là nhiều người đi coi. Thời buổi này một bộ phim đưa ra kịch bản cho đại chúng mà vẫn còn cái việc, cái thói quen là gia đình ngăn cản và đôi trẻ phải chia lìa rồi hẹn nhau 2 năm. Ủa sao phải hẹn nhau 2 năm? Rốt cuộc bắn một cây vèo 4 năm sau thì mới tình cờ gặp lại trên một cái khách sạn trên Đà Lạt. Và cái đoạn đó Ly có coi, thì khi hai anh chị gặp lại nói những lời nói bâng quơ kiểu nó rất là xà bần, như một cái câu chuyện nó thông thường thôi quý vị, mà được lồng vào phim mà nó lại là phim, nó mang cái gánh nặng của phim điện ảnh nữa. Câu thoại nó rất bình dân, thậm chí đối với Ly nó nhạt như nước ốc vậy đó, nhưng nó lại khoác lên chiếc áo điện ảnh, thành ra là Ly có cảm tưởng như một đứa bình dân như Ly mà xách cái túi chà leo vậy đó. Nó rất là lạc quẻ. Sau khi Mai quay gót rời đi, còn ngoảnh lại một cái nói cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã không đợi em. Một cái câu nói như là chất chứa những cái tức cưỡi vậy đó, chứ không phải là một cái sự vị tha hay là đã cho qua cái cuộc tình đó đi vào dĩ vãng rồi. Thì có cảm giác nó vướng vướng chỗ đó, cô ta vẫn còn vướng vướng, cho nên là lên xe thì đã khóc rất là nhiều. Mà Ly thấy ủa cái diễn biến tâm lý sao nó ngộ quá vậy. Đây là trải qua 4 năm không gặp nhau rồi, ai cũng có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng hết rồi. Dù cho tình cảm có đậm đà, thấm thiết cách mấy đi chăng nữa, thời gian nó cũng rột rửa đi thôi. Chữa lành hay nhất chính là thời gian, mà 4 năm đằng đẵng đó thì chẳng biết khóc vì cái gì sau 4 năm mới gặp lại. Và mỗi người đều có sự nghiệp riêng, con đường riêng, cuộc sống riêng hết rồi. Và ai cũng có một cái thành công nhất định, chứ không phải là một người ở tận trên bầu trời, một người dưới vực thẳm. Cho nên là như người dưới vực thẳm vẫn cay cú, vẫn nhớ nhung, vẫn chưa đạt được những cái điều mình tọa nguyện trong cuộc sống. Có thể là do Ly chưa coi trọn vẹn cái bộ phim này, cho nên là cái cảm xúc của Ly nó không được nuôi dưỡng từ đầu phim tới cuối phim. Mà Ly bắt cái khúc cuối Ly coi như vậy thì cảm giác của Ly nó đơ lắm, nó bơ lắm. Và nghe những cái lời thoại rồi những cái tình huống, tự nhiên cái hai người đang gặp lại nhau, cái không khí nó hơi trầm trầm xuống. Sau đang khóc đó thì cô vợ cô bước vào, mà cô vợ thì chọn diễn viên với nha với nhảnh, một cô hoa hậu đó, mà phát biểu linh ta linh tinh. Ly nói bộ phim điện ảnh viết kịch bản mà những cái lời thoại gì nó không chắc, lời thoại nó làng tàng như đàn đứt dây vậy đó. Ly có cảm giác nó rất là con nít, kiểu nít nôi á. Một người phụ nữ thành đạt như mẹ của Sâu rốt cuộc lại chọn một con dâu nói chuyện và hành động kiểu như nó tiếu tích, nó loang xoang, rất là hồn nhiên vô tư như nít chơi trò vậy đó. Rồi cái sự hời hợt của Sâu nữa. Bộ phim này chắc là muốn nhấn mạnh là đừng tin những gì là đàn ông nói nè, phải không? Đàn ông mới khóc đó, rồi tỉnh đó, rồi nói chờ đợi đó, hứa hẹn đó, rồi đi lấy vợ đó, phải không? Cũng cái motif kiểu như là Thúy Kiều bán mình chuộc cha rồi vậy đó. Rồi những ai dưới quê cái lên Sài Gòn cái làm nghề massage hay là làm gai gai sắc gái rồi đó, cứ cái mô tiếp đó thật sự là rất là dị ứng luôn. Kiểu phim như vậy thì Ly thấy là web drama chiếu mạng thì ok, chứ nói điện ảnh để nâng tầm điện ảnh Việt thì chưa tới đâu. Chủ yếu là gây cái hiệu ứng tốt cho khán giả rồi tạo doanh thu cao. À, doanh thu cao đối với những người xem phim khó tính, họ chưa cho đó là một bộ phim hay. Mà công bằng mà nói, Ly thấy là phim của Trấn Thành hiện nay là phim tốt nhất trên thị trường điện ảnh Việt. Thị trường điện ảnh Việt quý vị cũng biết là rất rất là nhiều phim rác rồi, coi mà tốn thời gian, cảm thấy nó tốn thời gian luôn á. Không biết là họ có tiền nè, họ có nhân tài nhân lực mà sao họ viết ra kịch bản như vậy, rồi đạo diễn các kiểu mà sao lên phim á tầm xà bát xế tới như vậy luôn. Thì công bằng mà nói, phim của anh Trấn Thành làm chỉnh chu và có đầu tư hơn tất thảy những cái đạo diễn, những cái phim khác. Vì vậy cho nên đó cũng là góp phần tạo nên danh tiếng và thành công cho phim của ảnh. Mà đã một phim tạo nên danh tiếng rồi thì cái đà đó đã tạo lên thương hiệu cho Trấn Thành. Bây giờ Trấn Thành đã là vị nhà sản xuất đạo diễn mát tay rồi, phim của ảnh ra chắc chắn là thắng. Phim Mai của Trấn Thành là top 16 phim có doanh thu cao nhất toàn thế giới 2024.
Như vậy thì thật là ngậm ngùi cho các vị đạo diễn gạo cội đã tôi luyện qua trường lớp và có nhiều kinh nghiệm làm rất là nhiều bộ phim rồi, cũng có những bộ phim đã thắng các liên hoan ở nước ngoài rồi. Họ phải ngậm ngùi thua một tay ngang, nghe thật là đau đó chứ. Mà khoan, chúng ta hãy giải mã cái sự thành công của anh MC lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh này như thế nào nha quý vị. Thưa quý vị khán giả, mỗi người đều có một nhận định riêng. Đối với Ly, Ly vẫn giữ quan điểm là nền điện ảnh Việt Nam vẫn đi thụt lùi. So với những bộ phim mà Ly từng xem và Ly rất thích, những bộ phim đã cũ, nhưng xem bao nhiêu lần cũng thấy thích. Khi mà ngày xưa việc sản xuất phim không có hiện đại, không có đầy đủ như bây giờ, nhưng các vị đạo diễn, các diễn viên, họ đã làm nên những tác phẩm để đời. Họ đã làm nên những tác phẩm mà đến thời đại ngày nay, mặc dù phim đã cũ nhưng coi lại vẫn thấy rất giá trị. Những bộ phim hiện giờ mặc dù là trăm tỷ đi chăng nữa thì cũng giống như những phim mì ăn liền thôi. Đối với một số khán giả ăn còn khó bị tiêu nữa đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và theo dõi với Ly đến giờ phút này. Nếu có bất cứ ý kiến gì xin quý vị đừng ngần ngại để lại bên dưới cho Ly tham khảo nha. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe, sự bình an. Xin mến chào và hẹn gặp lại.